Đó, mình đã tới vòng xoay rồi. Khu nghiệp nó rộng mà mình lại không thấy. Đôi khi nó hơi xa nhưng mà nó là cần thiết. Thời kỳ này cũng là thời kỳ mà khi mọi thứ nó khó khăn thì công việc của mình thì nó như vậy rồi, mình quay cho người nó rõ. Sau khi quay nó không có được gì tốt xăng như mình. Sau này khi vào kinh doanh thì không những khu này mà các khu khác sẽ được hưởng lợi theo. Nhưng lúc đầu lúc video phần 1 mình quay ở cái cổng trước mười thấy đó là số pha số ra đi với mục đích này 720, một chạy của 38 đất sàn tới hơn 520 mấy. Này thì bán hiện tại có những cái ngôi nhà người ta bán khoảng tầm là hơn 5 tỷ rưỡi á mọi người. Giá gốc trước đây thì tầm 6 tỷ nhưng mà giai đoạn này có những cái người ta không nổi dòng tiền lớn người ta cũng bán lại. Khu shop house Sona đi Châu Đức, khu dân cư Hưng Phước, gọi là khu dân cư Hưng Phước, một những khu cao cấp và diện tích lớn rất là nhiều. Trước này sẽ là công viên chưa hoàn thành đâu, khi hoàn thành mọi thứ thì nghĩ rất là đẹp. Đường này thì buổi chiều là công nhân họ đi làm về người ta đi rất nhiều, đường số 1 chính. Mọi thứ vẫn còn đang phát triển, tình hình chung thị trường sẽ bị ảnh hưởng không? Đây tiếp tục xây shop house. Tôi nghĩ trong một vài năm tới mọi thứ sẽ ok thôi, mỗi người có sự lựa chọn mà. Sau những khu mà làm phân lô bán nền, những cái dự án Việt Nam hay những cái khu mà quy hoạch nhỏ người thấy nó không có làm bài bản vì nó nguồn vốn của công ty thì người ta phân lô bán nền người ta chiếm dụng vốn nhiều, giai đoạn qua bị phanh phui lừa đảo dự án ma rất nhiều, là một trong những cái cảnh giác để mà thật ra sắp tới thì khi mà luật đất đai là một thứ để điều chỉnh là nó quán triệt thì cái nhu cầu hay là cái mà những cái tiềm năng hay là những cái thị trường sắp tới sẽ được thay đổi thôi mọi người. Không còn những cái gì mà nó lừa đảo hay là những cái gì nó thị trường dễ dãi trước đây á, ta nghĩ nó sẽ thay đổi hết thôi. Cơ cấu hay là thanh lọc hay là rà soát lại hết rồi. Để chờ đợi qua một chu kỳ thì mọi người phải có niềm tin về thị trường, niềm tin về tôn giáo, niềm tin về tâm linh, niềm tin về tín ngưỡng hay là mọi thứ nó trong cái giai đoạn này thanh lọc. Thì mình có đủ niềm tin mà ai có đầu tư bất động sản thì biết được thì qua được giai đoạn này thì đấy một cái chu kỳ thị trường minh bạch hơn nhiều. Đây là cũng diện tích 720, nó có nhiều diện tích nè, 728, 725 đây. Đường rất là rộng này vào khu công nghiệp Thắng luôn. Thank you.
đây thì người ta mua theo hợp đồng mà. Hợp đồng theo đất công nghiệp cho thuê mấy chục năm đó mà. Sau này đất làm gì thì mình không biết được. Nhưng mà tương lai nó dài quá mình không có đó được đâu. Thì trước mắt thì đất ở thì mình mua mình có thể mình xây nhà lên. Còn ra chỗ thì mọi thứ ta nghĩ thì nó an toàn hơn. Nó không có gì vấn đề về phức tạp nữa. Anh chị mua ở đây thì chờ đợi thôi. Hoặc là mình xây nhà hoặc là mình ở đây. Nơi rất là đẹp. Việc làm cũng tiện, mà dân cư mà đi đâu cũng tiện. Còn kiểu gì sau này cũng là những cái khu trung tâm đô thị lớn. Đó là bất động sản rồi tới đâu thì mình không biết. Còn giai đoạn hiện tại mình sống trong thực tế thì việc kiếm tiền đầu tiên, giải quyết những bài toán về cơ bản của đời người. Đây, mình thấy đường này thông thẳng là khu nghiệp ha, cách đâu hết. Trong tương lai mọi thứ nó đông đúc thì khu vực thành thành này hiện đại tương đương là những khu mà nước ngoài em. Việt Nam mình sẽ đi theo hướng là phát triển thôi, thế giới quy luật cũng chắc bắt buộc chính sách dù như cái nào cũng phải minh bạch rõ ràng một thứ thay thế nơi này rút đi thì có nơi khác thế vào. Nước phát triển hơn người ta sẽ đầu tư vào những nước kém phát triển hay là ít tiền cạnh như Việt Nam mình, những nước nghèo. Con người bóng thân thiện, hiền lành. Nhưng do đời sống, cuộc sống mưu sinh là những vấn đề kinh tế. Thì thời gian này làm mình những khó khăn, những cái tính toán. Con người thay đổi nhiều. Và trong giai đoạn này mọi người hãy sức cẩn thận ha, giữ gìn tài sản, sức khỏe, mọi thứ đều bình tâm thôi, giữ gìn. Thì đấu một năm 2023 này năm khó khăn, mình đủ tinh thần mình vượt qua. Đây hiểu được những cái gì mà giải ra trong giai đoạn này, những cái vấn đề về thị trường, tâm linh, mọi thứ, thời đạt nó thay đổi thì cố gắng vượt qua, mình bình tâm. Chúc tất cả mọi người một cái năm mới ha, là một cái giai đoạn tới có nhiều cái sức khỏe ha, gia đình hạnh phúc. Thì tặng nói ngắn gọn vậy thôi. Quay video này kết thúc là một năm mình về quê, có thể là sắp tới mình sẽ quay chia sẻ mọi người nhiều hơn trong cái chu kỳ bất động sản hay là có thay đổi. Thì có thông tin về thị trường mình chia sẻ cùng có quan điểm thì mình góc nhìn ở đó của mình đó, những cái gì mình hiểu biết được ha, mình tìm hiểu được từ góc độ thời đại tâm linh cho đến cái nền kinh tế vĩ mô tổng hợp của những cái khoa học. Nói thật chia sẻ thật ha mọi người ha, không có chém gió gì đâu ha, hiểu biết của mình không, tương lai thì nó tới ngày không thì mình chờ đợi những cái video trong sau này xem là những video của mình. Rồi tới đây tao nhìn video đây nhé, hẹn mọi người ở video tiếp theo ha. Rồi, chúc mọi người sức khỏe. Rồi.